Tại sao Triều Lê Dịnh lại chọn công ty của Lý Bang Bang làm bến dừng chân cho mình? Đó có phải là quyết định sáng suốt? Triều Lê Dịnh đã chính thức tuyên bố gia nhập vào truyền thông Hòa Tụng vào ngày 4 tháng 3 năm 2019. Tại sao cô lại chọn Hòa Tụng làm bến dừng chân cho mình? Ngày 4 tháng 3 năm 2019, Weibo chính thức của truyền thông Hòa Tụng đã tuyên bố Triều Lê Dịnh trở thành thành viên mới của công ty. Và sau Triều Lê Dịnh thì Trần Học Đông, Trương Tuệ Văn, Dạ Thanh cũng lần lượt gia nhập vào truyền thông Hòa Tụng. Đoàn thể truyền thông Hòa Tụng là công ty do hai chị em nhà họ Lý, gồm Lý Bang Bang và Lý Tuyết, cùng với ba người khác lừa đường Tuyết Vi, Trương Thiên Long, Úy Trì Phụ Hàng, sáng lập vào tháng 4 năm 2009. Công ty lấy việc quản lý nghệ nhân làm chủ. Sau đó, công ty đã đăng ký thêm truyền thông văn hóa thế kỷ Hòa Tụng, công ty hữu hạn truyền thông quảng cáo Hòa Tụng, công ty hữu hạn đầu tư Hòa Tụng, truyền thông văn hóa Xuân Thiên Hòa Tụng. Thành lập công ty lớn với chế tác đầu tư, địa ảnh, tuyên truyền, kinh doanh trong ngành giải trí và quản lý nghệ nhân. Thế nhưng trước đây khi mới bắt đầu thì kỳ hạ của truyền thông Hòa Tụng chỉ có mình Lý băng băng là nghệ nhân. Sau đó với sự gia nhập của Triều Lê Dịnh, Trần Học Đông, chứng tỏ công ty đã có những bước phát triển mới, cũng như những gì mà Weibo chính của trang này nói, 2019 xuất phát hoàn toàn mới. Thế nhưng trong này có điểm cần chú ý chính là một Trước tiên phải biết truyền thông Hòa Tụng được thành lập gần 10 năm. Trong 10 năm này, truyền thông Hòa Tụng đã phát triển ra sao? Tại sao không có nghệ nhân nào đầu quân mà chỉ xoay quanh mỉn lý băng băng trong khi truyền thông Hòa Tụng sớm đã có năng lực ký được với nhiều nghệ nhân hơn? 2. Năm 2018, Triều Lê Dịn đã chấm dứt hợp tác với quản lý của mình là Hoàng Bân cùng với Phùng Thiệu Phong kết hôn. Có thời gian có tin đồn cả hai cùng một người quản lý, nhưng hôm nay khi chấm dứt hợp tác với Hoàng Bân, với sức của Triều Lê Dịn chỉ cần thò tay ra là có nhiều người muốn nằm lấy. Nhưng tại sao cô lại chọn lựa truyền thông hòa tụng? một Lý Băng Băng ngày càng già và công ty thì cần phải phát triển. Lý Băng Băng và Lý Tuyết trước khi thành lập truyền thông hòa tụng là kỳ hạ dưới trướng của công ty Hoa nghị huynh đệ. Và đó cũng là thời kỳ đỉnh cao của Lý Băng Băng khi dưới sự giúp đỡ của công ty, Lý Băng Băng đảm nhận nhiều vai chính do Hoa nghị huynh đệ đầu tư như Thiên hạ vô tặc, Công phu chi vương, phong thanh và nhiều phim điện ảnh khác nhau. Năm 2009, hai chị em nhà họ Lý rời khỏi Hoa Nghị huynh đệ, thành lập truyền thông Hòa Tụng. Lúc đó nhân khí của Lý Băng Băng ngày càng tăng cao. Khi ngoài tham gia phim điện ảnh, phong thanh ra thì cô còn tham gia một số phim điện ảnh như Địch Nhân Kiệt, Bí ẩn Ngọn Lửa Ma, Chậm Thì Chết, Tôi Nguyện Ý IDO và đưa tên mình vào con đường quốc tế hóa. Những năm gần đây cô tham gia một số bộ phim Vùng đất quỷ dự năm, Transformers, Kỷ nguyên hủy diệt, cá mập siêu bạo chúa và người ta phải dùng từ cực tinh, minh tinh cực kỳ nổi tiếng để biểu thị cô. Sau đó có một hiện tượng không thể tránh khỏi chính là ở lĩnh vực phim truyền hình là nơi kiếm nhiều tiền nhất thì Lý Băng Băng bắt đầu trở nên nhạt dần về sau khi tham gia bộ phim truyền hình Mạnh Lệ Quân năm 2006. Dù sau đó cô có tham gia vào bộ phim Điển ảnh Hollywood, nhưng sức ảnh hưởng đã không còn nữa. Tổng thể mà nói thì số lượng tác phẩm bắt đầu có hạn. Và có một điều tàn khốc hơn nữa, chính là Lý Băng Bang năm nay cũng đã 49 tuổi rồi, là một độ tuổi không còn được quá nhiều sự ưa chuộng của diễn viên nữ trong ngành giải trí truyền hình, tống nghệ, quảng cáo. Hiện nay Lý Băng Bang muốn trở lại như trước hầu như là tuyệt vọng. Nếu như truyền thông hòa tụng cứ chỉ mại vây lấy Lý Băng Bang thì chắc chắn sẽ không thể phát triển tiếp được nữa, vì vậy họ quyết định chiêu môn nhân tài. Hai, Hòa tụng là sự lựa chọn sáng suốt nhất của Triều Lê Dịnh. Những năm gần đây, Triều Lê Dịnh đảm nhận vai chính rất nhiều phim truyền hình vô cùng nổi tiếng nhưng cùng với đó là sự điều chỉnh trong chính sách thuế vụ của Stereo vào năm ngoái và sự hạn chế thù lao trong những bộ phim truyền hình được xem là hai điểm công kích lớn dành cho Triệu Lê Dĩnh. Thêm vào đó, việc cô kết hôn, sinh con, sự nghiệp ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng và cũng vì đó mà quản lý cũ củ của cô là Hoàng Bân dạy ước. Trước mắt, Triệu Lê Dĩnh nên tìm một nơi tương đối lớn để có thể giúp đỡ sự nghiệp của mình thăng tiến là điều hiện nhiên. Nhưng trong ngành giải trí này có thể trở thành nơi cư trú cũng... Nhưng trong ngành giải trí này, có thể trở thành nơi cư trú mới của Triều Lợi Dịnh, vốn không nhiều khi truyền thông gia hành có dương mệt, nghệ nhân dưới trường cô cũng rất nhiều, Thái Dương Xuyên Hòa thì chủ yếu toàn lưu lượng tiểu sinh, gia thiên ảnh thì chỉ có trường hâm nghệ, trường thiên ái. Còn nếu như đầu quân vào hoa nghị thì gặp phải chồng là Phùng Thiệu Phong thì đó cũng không phải là sự lựa chọn tốt. Dưới tình hình như thế này thì truyền thông hòa tụng thực sự là một nơi rất tốt cho Triều Lợi Dịnh lựa chọn, hợp tác với thân phận là cổ đông đối tác hợp tác chiến lược thì độ tự do và quyền ngôn luận của cô cũng không bị ảnh hưởng. Đồng thời Lý Băng Băng và Triều lời Dịnh là hai diễn viên hai thế hệ khác nhau và là minh tinh không cùng lĩnh vực, một người chủ yếu phim truyền hình còn một người phim điện ảnh thì bản thân vẫn là nhất tỷ trong công ty, thậm chí còn có thể hưởng tụ tài nguyên, cắp mặt như điện ảnh, kinh doanh của Hòa Tụng thì ngại gì không hợp tác. Tính chắc rằng tương lai của Triều lời Dịnh cũng sẽ phát triển rất tốt mặt điện ảnh và cũng sẽ có nhiều nghệ sĩ đầu quân vòng và... Tin chắc rằng tương lai chủ lợi dịnh cũng sẽ phát triển rất tốt mặt điện ảnh và cũng sẽ có nhiều nghệ nhân đầu quân vào Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.